Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một loại rau ngày xưa mà chúng ta thường hay cho lợn ăn nhé. Hóa ra nó lại là một loại rau trường thọ nấu cùng lấm các bạn nhé. Lấm ạ. Nó sẽ thành món canh đại bổ, thanh lọc được cặn bẩn trong ngũ tạng của cha ta nhé, lục phủ ngũ tạng nhé các bạn ạ. Để làm món ăn này, các bạn chuẩn bị một mớ rau khoai lang và một hai cây lấm nhé, hai cây lấm mèo nữa, một quả trứng gà và hai tép tỏi, hai củ hành thơm. Rau khoai lang chúng ta trồng không chỉ là ăn củ mà nó còn ăn được lá các bạn nhé. Là loại rau này thì cực kỳ là nhiều dưỡng chất cho sức khỏe. Rau khoai lang có tên quen thuộc trong mâm cơm của gia đình của chúng ta nhé. Loại rau này có thể đem chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như nấu canh, xào tỏi hoặc các bạn luộc đều có thể ăn được nhé. Không những thơm ngon, rau khoai lang còn rất giàu dinh dưỡng. Người ta ví nó là báu vật của các loại rau, nó là rau trường thọ. Đây ạ, rau khoai lang thì các bạn mua thì nó sẽ là mới cái ngắt như thế này. Các bạn sẽ nhặt bỏ cho mình những cái cành già đi và mình chỉ lấy cái phần non nhé. Nó ít mưa ấy, thì rau nó sẽ không được mỡ màng bằng thời tiết mà mưa nhiều nhé. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rau khoai lang là một rau có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng hơn cả các loại rau lá xanh thông thường khác ạ. Trong 100g rau khoai lang có chứa 1,74g protein và 20,35mg vitamin B nhé, và 4,07mg vitamin C, 0,4mg sắt và 7,4mg canxi ạ. Rất giàu canxi đấy ạ. Giá trị dinh dưỡng này của loại rau được sánh ngang với rau cải bó xôi ấy các bạn, hay là gọi là rau bina nhé, hay là cần tây, cải thảo, tỏi tây, dưa chuột, cà chua và cà rốt. Nó không kém gì những cái loại rau ấy cả. Ngoài ra nó còn chứa các vitamin như và khoáng chất như là canxi, phospho, sắt, vitamin nhóm B hay là liatin trong rau khoai lang nhé. Nó còn chứa caroten đặc biệt là cao ạ. Nó gấp 3,8 lần so với cà rốt. Đây chính là lý do vì sao người ta gọi đó là nữ hoàng của các loại rau nhé. Hành tỏi các bạn sẽ cắt ra cho mình. Lấm mèo các bạn cũng thái ra cho mình nhé. Lấm tươi này thì các bạn nên rửa bằng nước muối nhé. Mình đã ngâm bằng nước muối rồi đấy ạ. Mình sẽ đem đi rửa lại đi. Phần chân của nó cứng thì các bạn có thể cắt bỏ nhé. Thái nó ra. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp, mình cho vào đây dầu ăn nhé, vừa phải thôi ạ. Sau đó mình sẽ cho hành tỏi. Thơm cái phần hành tỏi này lên nhé. Bắt đầu các bạn sẽ cho mình mộc nhĩ và lấm vào.
muối, hạt lêm. Cái gia vị thì theo gia đình chúng ta nhé. Và bây giờ các bạn sẽ cho mình 500ml nước ạ. Mình nấu bát canh chỉ cần 500ml nước này. Lồi canh sôi nhé, các bạn sẽ cho mình vào đây một quả trứng gà. Nó vẫn nhạt, mình cho thêm ít muối nữa ạ. Một chút tiêu nhé. Một ít nước mắm. Nấu canh các bạn nên cho một chút nước mắm thì nhất là rau nó sẽ xanh nhé. Và bây giờ mình sẽ cho phần rau vào. Nồi canh như này là vừa ngon rồi, các bạn sẽ múc ra cho mình nhé. Với món canh rau này thì các bạn nên ăn lúc nóng nhé. Và tuyệt đối chúng ta không để qua đêm mà mình ăn lại nhé. Để qua đêm thì các bạn kể cả các bạn hâm nóng lên cũng không tốt các bạn nhé. Vì nó sẽ làm mất đi 90% vitamin vốn có của nó. Chưa kể tới hàm lượng nitrat nhé. Trong rau sẽ biến thành nitrit các bạn ạ. Rồi phản ứng cùng với amin tạo ra một chất nitrosamin các bạn ạ. Chất này có thể gây ung thư. Cho nên các bạn làm cái món canh này thì nhất là có rau khoai lang thì tuyệt đối không nên ăn lại. Nếu mà chúng ta ăn không hết của buổi tối hôm ấy thì chúng ta nên bỏ đi nhé. Đừng nên ăn lại, nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nghiêm trọng các bạn ạ. Như vậy với rau khoai lang nhé, chúng ta thường hay cho lợn ăn mà bây giờ có thể nấu thành món canh ngon bổ dưỡng, mà một loại canh mà giúp chúng ta sống trường thọ ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, Ẩm thực miền quê ạ. Với món ngon bổ dưỡng quá nhé, và tốt cho sức khỏe của chúng ta, nên các bạn hãy làm những món ăn đơn giản như thế này mà lại ngon ạ, ấm cho ngày đông nhé. Các bạn hãy thưởng thức món canh với mình nhé. Rất là ngon ạ. Rau vẫn giữ được độ xanh của rau, rất là xanh như thế này nhé.